Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Xem Mỹ TV. Tối ngày 16 tháng 10 năm 2021, quyết định ban hành quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng căn cứ lịch tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 2015, lịch sửa đổi, bổ sung một số điều luật tổ chức chính quyền và lịch tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 1 2019. Căn cứ lực phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 1 2007, căn cứ nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 2021 của chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, kiến nghị thống nhất của thành ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng quyết định ban hành quyết định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo từng cấp độ áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 17 tháng 10 2021. Căn cứ dẫn của Bộ Y tế về đánh giá xác định cấp độ dịch và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phân loại và công bố danh sách các xã, phường, thị trấn theo từng cấp độ dịch, làm cơ sở triển khai áp dụng các biện pháp hành chính theo quy định này. Các ban hành Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm tổ chức triển khai, kể cả việc phổ biến hướng dẫn thực hiện biện pháp của Bộ ngành Trung ương, kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp hành chính theo quyết định này, giải pháp khó khăn vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, theo dõi nắm tình hình cho họp phát sinh về vấn đề vượt quyền thi, kịp thời báo cáo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Như vậy bữa nay là tin vui của tỉnh Sóc Trăng. Mong bà con mình có một đêm cuối tuần thật là vui vẻ và mong cô dịch Covid-19 sẽ hết để cô bà con chúng ta trở về cuộc sống bình thường. Bây giờ xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi clip của mình. Và các bạn nhớ đăng ký kênh Xem Mỹ TV ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.